chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi xuống Tuyên Quang. Hôm nay là mình chở lợn xuống cho anh Thắng đấy, chở về quê anh Thắng ấy. Thì cách đây gần tháng thì anh Thắng có mua lợn ở trên bản, nhưng mà nhốt ở nhà mình. Thì hôm nay mới có dịp để mà sáng nay là sáng sớm là 5 giờ đã đi lên bắt nhà mình rồi, cho vào lồng các kiểu, là hôm nay là chở xuống Tuyên Quang nhá. Đấy, đồng hành với mình thì hôm nay có anh Sáng, một người rất nhiệt tình. Đấy, một người cũng là người quen thôi, giống như lái xe anh Sự thôi. Nhưng mà anh Sự là taxi, còn anh Sáng là xe tải. Dọc cái tuyến đường này thì toàn là vườn cam, cái vườn bưởi rất nhiều. Cam sành Hà Giang. Đấy, người bán rất nhiều cam này. Hai bên dọc đường. Bây giờ thì mình đã đến địa phận của đất Tuyên Quang nhé. Bắt đầu vào, đầu vào Tuyên Quang rồi. Vừa qua cổng chào xong. Chạy cũng hơn gần 2 tiếng đồng hồ mới hết đất Hà Giang. Bây giờ đang là mùa cam nên là bà con trồng cam bưởi rất nhiều. Dọc đường từ Hà Giang qua đất Tuyên Quang xuống đến đây là hầu như là hai bên đường nó bán cam rất nhiều. Giờ thì anh em mình đã đến trung tâm Hàm Yên nhé. Đường này mà cũng thông anh ạ, nhưng mà đường này bây giờ em không định hình được, phải đi đường này. Bây giờ sẽ đi ra nhà bố vợ anh Thắng trước nhá, xong mà mới quay ra bên ông bà nội anh Thắng. Anh đi đến cái xăng vé bên tay phải là một đoạn nữa là đến. Là anh em đây là đường đi vào thành phố Tuyên Quang nhá. Sắp đến được mà anh. Một đoạn nữa là đến. Đi đường này thì em mới nhớ được, còn là mình rẽ cái đầu đường cao tốc kia thì chịu. Nó không định hình được. Đấy, rẽ bên này. Rẽ bên này. Rẽ đây à? Chưa, có một cái đường rẽ là anh cứ đấy, đường này bên tay phải. Đấy, bên này luôn. Thank you.
Anh Thắng này. Cái nhà ba tầng này này. Nhà ba tầng bên cạnh này cũng của nhà bố mẹ anh Thắng rồi. Mở cổng anh Thắng rồi. Mở cổng ra. Anh à, bây giờ anh tiến lên đây một tí. Để tao lùi đít vào luôn. Không, nhà này. Nhưng mà anh cứ áp sát là được mà, không cần đâu. Phải áp sát là được mà, không cần phải lùi đâu. Để em vào gọi chú đây. Chú khóa cửa rồi. Vừa gọi chú ra mở cửa cho. Cháu chào chú nhá. Vâng. Con cháu đi xuống hơi muộn tí. Chở lợn xuống này. Đấy, lợn này. Mày cứ quay con đi. Này bé hơn. Vâng. Chú là có chỗ nhốt chưa chú? Cháu chào cô nhá. Hôm nay xuống hơi muộn tí quá. Đây đây đây, chú đi ra đây. Cháu được mà. Đây 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 đây. Cháu khênh vào đâu luôn nhỉ? Không đi cái gì? Không, cháu đi luôn đấy. Không. Bây giờ cháu phải sang lấy một con sang bên đấy nữa mà. Bên nào? Sang bên nội. Sang bên nội thì làm sao đi? Nhà anh nhớ gì đâu? Chú có chỗ nhốt không? Có. À đúng rồi, ở trong này có chuồng lợn mà nhỉ? Lần trước cháu vào đây cháu nhìn thấy rồi. Ba trên bản xuống được mấy hôm. Đấy. Rồi chú để cháu. Đâu anh xem. Anh sáng ra đi, em bê ra. Được, được mà, nhẹ mà. Nhà. Không không đi đâu. Từ từ. Không ngồi uống nước xong cháu đi luôn thôi. Không, không đi. Nấu đi. Ấy sẵn đấy rồi mà. Thôi cứ để đây đã. Chú thả luôn chứ. Thả luôn được đi à? Vâng, thả luôn được mà. Thả xong là tối chú cho nó ăn là được. Nhà chú là nuôi nhiều gà ấy nhỉ? Ừ. Thế cho chú buồn cái con dao. Để cháu lấy dao cho. Lấy cho cái chuối này. Đây anh sáng này đây. Bên này. Nhà này rất rộng nhỉ. Được không chú? Cắt cái là được. Bây giờ ủi cho nó ra nhỉ. May còn có chỗ này nhốt chứ nhỉ. Đây đây đều được cháu. Đấy. Đấy đấy đấy. Chú ra luôn. Con chú nó ra đấy. Đấy. Ôi giời, được thả nó ra, nó say xe rồi. Say xe ngồi im re. Chú đóng cửa nhá, không nó chạy ra ngoài là có bắt đấy. Nhưng mà ra đến đây nó không chỉ đến đây thôi. Nó... Chú buộc vào. Hả? Cửa. Chú buộc vào. Tí sợ nó ủn ra ấy. Đấy, may có chỗ nuốt này. Quá yên tâm nhỉ, chú nhỉ. Nếu mà không có chỗ nhốt thì hơi vất đấy. Anh Sáng ra đây rửa tay này. Vừa thả lợn ra cho nhà chú xong rồi. Vào đây uống nước tí đây. Uống nước xong đi. Đấy, anh ngồi đây uống nước này.
Vâng, một lần đúng không? Vâng, hôm ăn cơm ở đây này. Ừ. Em xuống lần là lần thứ ba rồi. Thì thấy thì quay thật sự là nằm ở trên cái chõng này. À. Nằm trên cái sập này. Ừ, cái sập. Hôm ngủ trưa ta nằm trên sập này chứ. Ừ. Thì ngồi uống nước xong là anh em mình đi. Cháu ngồi chú ơi, cháu ngồi uống nước tí rồi. Ngồi uống nước tí xong là chắc cháu đi đi luôn này. Anh Thắng cũng lấy xuống một cam rượu nữa mà. Lấy cam rượu xuống. Không, cam rượu chắc thì chắc ra một ít thôi phải không? Không chắc luôn, chắc luôn tại đấy được. Tại thùng xe tí. Cứ vội đi từ từ đấy. Không bảo mấy giờ về đây còn sáng lấy thì mới tí để cháu chắc cho 9 giờ mới xuống đấy thì chúng đi nhanh hôm nay xuống hơi muộn đi vâng xuống được rồi. Không phải ăn đây trên kia muộn cháu ăn. Cháu ăn sáng muộn mà. 9 10 giờ mới ăn. Bây giờ là 12 giờ 30. Đi từ 9 giờ sáng. Rồi lên đầu vào cùng ăn lạnh lắm nhỉ? Vâng, trên đấy lạnh lắm chưa? Trên đấy thì lúc nào thì lạnh. Có đến chạy là nó... Không, nhưng mà đợt tới là lại chuẩn bị dịch là nó... Có dịch cơ. Chú uống nước chú. Ừ. Anh sao không đây? Như thế này thì nó chờ anh. Được. Đây, tí nào là còn nắm hút rượu, còn là tí nữa còn khanh cái tủ lạnh. Thôi cũng bỏ cái tủ lạnh đi. Khanh cái tủ lạnh. Đây, khanh cái tủ lạnh vào cho bà nội năm nay. À, lấy cái tủ lạnh này đi thì chú. Vâng, bây giờ khanh để cháu hộ được khanh. Không, không. Sang qua đường. Thôi cháu xin phép cô chú nhá. Vâng, cháu xin phép cô chú. Cháu về nhá. Vâng, cháu đi sang bên đấy tí xong lại về luôn thôi. Không lại tối. Vâng, cháu chào cô chú nhá. Vâng. Đây nhỉ. À, xe đứng này. Đây, bây giờ mình vừa thả một con lợn ở nhà ngoại anh Thắng rồi. Bây giờ sẽ đi vào nhà ông bà nội anh Thắng nhé. Nhà bố mẹ để anh Thắng ấy. Xong là anh em mình lại xuôi Hà Giang, à, ngược Hà Giang. Ngược Hà Giang. Chở hai con lợn từ trên Hà Giang xuống. Lợn này thì lần trước anh Thắng mua hai con, mua ở trên bản xong là thả ở nhà mình được gần hơn chục ngày rồi mà anh thả trong chùa lúc sáng nay bắt ở nhà em ấy. Ừ. Hơn chục ngày rồi đấy. Cây xăng đây. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vào Mỹ Bằng nhá, đây, cao tốc Tuyên Quang đấy.
nhỏ. Nói chung là nó đầy đủ hết, nó như kiểu một thành phố thu nhỏ rồi. Công nhân đang đi làm đây. Đấy, đi còn tuyên quang nha, đường Suối Khoáng nha. Sắp đến nhà anh Thắng ở đây, đi đoạn nữa là đến. Công nhân bắt đầu đi làm. Trong này rộng lắm nhờ. Lên đến chỗ quán bún ăn sáng kia anh cho thuê hết mà. Đấy, hai cái cột điện này lên. Từ hai cái cột điện này này. Ở bên này thì đấy, đây, từ cái nhà xanh xanh này, tôn xanh này này. Cắt cắt khu vực này 50 mét cơ mà. Đấy anh đấy từ đây. Đấy, lên đến quán ăn sáng bún chả cái kìa, cơm rang cái kìa. Đấy. Đấy. Đến đây luôn. Đến đây luôn. Đến quán bún chả này cũng anh cho thuê mà. Đấy là anh quay đầu luôn là được. Đã đến nhà anh Thắng rồi nhá. Giờ thả lợn xuống ấy là anh em lại phải ngược đi về Hà Giang luôn. Cái nhà nó từ đây à? Từ bún chả đây nhỉ? Vâng, từ bún chả đây này. Đấy, từ quán bún chả đây. Từ cái biển này lên đến hai cái cột điện trên kia. Hai cột điện đôi á? Ờ. Dài phết đấy nhỉ? Bảo 50 mét, hơn 50 mét mặt đường đây nhà này. Anh cứ vào đây là nhà anh Thắng đây. Đấy. Trong này. Nhà anh Thắng đây. Đây là khu vực cái nhà, mấy nhà này là anh cho thuê. Cho thuê hết. Đấy, thì bán quần áo, đồ nhựa các kiểu này là cho thuê hết. À. Còn đây là nhà Mạnh em trai anh Thắng đây, sát sát rách luôn. Sát đây luôn đúng không? Đằng sau rộng đúng không? À, cô chú chắc không thấy ở nhà. Anh lùi đi vào đây được rồi. Cô chú chắc đi ngủ trưa hết rồi, bởi vì bây giờ đang là hơn 1 giờ, 2 giờ kém. Đưa thỏ bá đây, đưa đây. Rồi, ok, thôi, thôi, thôi. Thôi, được rồi. Cháu vào không thấy ai ở nhà. Cháu chào cô nha. Chú đi đâu rồi cô? À bây giờ mới có 1:25. Còn 1:30. Chắc là tí khênh qua đàn này thôi. Chẳng biết là cô nhốt ở đâu. Đằng sau này rộng mà, thoải mái. Anh móc này kìa. Từ phải móc ra. Nó lật. Con này cũng bé thôi mà. Đấy.
gà. Lúc đấy là chú lại lấy cái tủ lạnh từ bên nhà bố vợ anh Thắng ấy chở sang đây. Tao đi ở hiểu là tao đi đi qua mà. Anh lại có khách gọi à? Gọi cháy máy đấy nhờ. Chứ đi xa là có người gọi. Kiểu của nó. Cô, con này thả ra đằng sau hả cô? Vâng. Mạnh chắc đang ngủ trưa thôi nhỉ cô nhỉ? Ăn cơm cho anh em ăn cơm chưa? Con cháu ăn rồi cô ạ. Vâng, con cháu ăn rồi. Tí thả ra đằng sau nè chú. À cháu chào chú nhá. Vâng, cháu vừa xuống lên đây. Chở lợn xuống. Mẹ, bây giờ mình hộ anh Sáng. Khiêng xuống đã. Đấy, thả lợn vào trong này rồi. Để cháu lấy cái lồng này cháu lấy đi ra để mai lấy đi giả họ. May mà còn mượn được cái lồng này các bạn. Bắt cho cả bà ngoại ra. Vâng, bắt hai con. Hai con nữa chung một lồng đấy á? Không, mỗi con một khác lồng mà. À, mỗi con khác lồng à? Con kia bé hơn. Con này to đấy, cháu mượn cái này về. Con kia bao nhiêu cân? Con đấy cũng không tầm 30-40 cân. 40 cân. Cô chú cứ đợi suốt xong điện cho ông Thắng bảo là để về để ăn cơm. À, con cháu ăn cơm rồi. À, thì, điện cho ông Thắng bảo là bảo cất là đi về ăn cơm. Sáng nay... cả cái lồng gì kia? Lồng gà. Có gà nữa à? Vâng, gà... Gà đen à? Không phải gà đen nhưng mà gà bản đấy. À, thế à? Vâng, ba con. À, ba con à? Vâng. Ê, chú cứ lưu số điện thoại của cháu vào. Rồi, ghi vào sổ này. Hôm nay thì cháu đi thì cũng ăn cơm ở bên đấy rồi. Thì bảo đợi mãi, chả biết số của nó sao nó về đến đâu, về nhà cùng ăn. Vâng. Bọn cháu cũng ăn sáng muộn, từ 9-10 giờ, 10 giờ kém mới ăn. Ăn chạy một mạch xuống đây luôn. Thế anh Sáng anh ấy lại không biết đường, nên là... Anh Thắng mới bảo cháu... Giờ xuống lần đầu phải không? Vâng, xuống lần đầu mà. Cái mai qua cô vừa làm. À, mai nhựa cô? Cái mai thật đấy, không phải cây mai giả đâu. Cây thật. Cây thật đấy. Cây thật nhưng mà hoa giả. À, hoa kém nhỉ. Cây mai thật đấy. Cây mai qua cô phải vừa làm. Chưa có tổ ong ở đây, nó lại đi rồi. Đi rồi. Lần trước cháu xuống vẫn thấy nhỉ? Chắc là 4 giờ mới về. Anh ơi, mời anh ăn miếng cam. Anh Sáng ăn cam này. Ăn cho tỉnh ngủ. Ăn thì quay về là em ngủ rồi, anh không lái xe đấy. Này là cái nước chè thanh nhiệt. Ngọt lắm. Uống dễ uống hả? Uống xong ngọt miệng nhỉ. Uống cái này hơn chè. Vâng. Uống giải độc. Ừ. Vâng. Anh ăn đi. Anh ăn những quả nó rắn rắn. Ăn cho... Cam này, cam Vinh Quang à? Tỉnh. Cam Vinh Quang, chả biết Vinh Quang là ở đâu? Cam sành đấy. Cam sành Hàm Yên đấy. Vâng. Mùa đây là mùa cam nhỉ cô nhỉ? Ông nội của ông Thắng, của Thắng này. À. Dỗ bố ông Vũ rồi này. Vâng. Vâng. Mới dỗ mà năm nay chúng nó chả về. Chú ăn cam chú. À thế mời Tết thì mời các anh xuống ăn Tết. Vâng, Tết thì nếu mà cháu xuống được, cháu sợ giáp Tết quá thì cũng nhà cũng bận đấy. Nhưng sợ nhiều việc. Xuống một hôm thì chắc cũng vẫn được. Xuống một hôm chắc đi được. Xuống ở đây chơi một hôm là hôm sau về anh được. Mời các anh để đi. Cháu xem tình hình thế nào. Tối qua thấy thằng nó điện, nó bảo mẹ mai ước nó
lợn vào đấy. Bậu rồi khổ quá, nhà mình mẹ ở nhà mẹ cũng nuôi hai con lợn. Mày lại mang hai con lợn kia ngon, hai lợn trắng. À vâng, lợn siêu hạt đấy. Vâng. Nhưng mà giờ mình cho ăn của mình. Béo mút nhờ. Vâng. Ừ. Một năm tôi nuôi 4 lần thế rồi đấy. Lần này là lần cuối cùng đấy. Một năm từ đầu năm giờ, lần này lần thứ 4 rồi đấy. Trước một lần đầu tiên. Đúng. Nhưng đất đai chỗ này nuôi lợn này xích nhỉ. Vâng. Nhà ngày trước mua được sớm thì nó cô chú nước, hay xong nữa. Vâng. Lúc mua được sớm nên nó còn dần, nó dễ mua. Nó còn rộng. Chú Mạnh không ở nhà chú? À, đây là anh bảo xe xe hả? Thế đóng cửa đây. Đóng cửa. Mạnh hôm nay nó đi làm. Đâu? À. Khóa cửa rồi. Khóa ngoài à? Ừ. Chắc đi làm rồi. Vậy cháu không thấy khóa cửa mọi lần nữa. Mẹ thì quay được thêm cái máy múc của nhà ta. Mà máy múc hình như không thấy. À, thế hay là đánh lên máy múc đi làm. Thôi nhà anh Sự nhỉ, uống nước đi, tôi tỉnh táo đi, rửa, có cần rửa mặt không? Cháu tên là Sáng. À, anh Sáng. Vâng. Cứ hay nhầm anh Sự với anh Sáng. Anh Sự taxi dù, còn đây là xe tải dù ạ. Vâng, hay chở bàn ghế lên cho anh Thắng đấy mà, lên cho bà con đi. Hôm qua thấy anh Thắng thông báo là không lấy cái gì nữa rồi, Tết rồi không lấy cái gì nữa. Vâng. Bởi vì gần Tết rồi mình cũng không đi trao được đây không? Vâng. Mình nhận là mà không trao được mong kiếm nha. Vâng, xong rồi qua Tết này nó khó. Vâng. Thế anh Sùng là nó về rồi à? Anh Sùng vừa về hôm qua. À. Sáng hôm qua là xong là anh ấy về luôn. Thoại mất đấy. Không điện được cho ông Thắng, sao mọi khi điện dễ thế mà cứ mỗi cái hôm bà cũng mất lại không thể nào điện được cho nó chị. Hôm đó đấy là thực ra mà cháu đi vào bản ấy. Xong là không có sóng đâu. Và không lúc sau ngày mẹ chết lại điện cho con lại chẳng được. Đi vào bản có lúc là không có sóng, với lại đi xe thì ồn đấy cô. Mà lúc nước cũng không có số nhá, cũng chẳng điện để cho ai, xong điện cho Hùng ấy. À. Bố vợ nói mà là ông xem làm nào không nhắn tin đi, ông làm nào cũng gọi được nó cái. Thì mẹ tôi vừa mới mất lúc 2 giờ đêm. Thế sao lạ thế nhỉ, bởi hôm nay lại không được điện được rồi, để tôi tìm cách đi điện. Hôm đấy anh Thắng cũng nói nó mà bao nhiêu ngày mẹ lúc nào bố mẹ cũng điện được cho con, mà xong mỗi ngày mẹ chết mà điện lại không thể nào mà điện được cho mày này. Sáng hôm đấy anh Thắng mới bảo là hôm nay không đi được đâu nhé, anh nghỉ nhé, xong là bà ngoại anh mất thôi nhỉ. Sáng nhỉ. Thôi ôi, cháu chào cô chú nhá. Vâng. Cảm ơn anh với cả cháu nhá. Cháu về đây. Hôm nào cô chú có dịp phải lên nhà cháu chơi. Rồi. Bữa nào có thời gian thì lại lên chơi. Vâng. Qua Tết đấy cô, qua Tết lên được mà. Cấy hái hết xong. Vâng. À vâng, hôm nào cô lên, cả nhà lên. À vâng. Cho Mạnh trở lên, bây giờ có xe Mạnh thì có xe rồi. À vâng. À đây Mạnh về nhà hay sao rồi? Về sao á? Đúng rồi, Mạnh về. Vào chơi nhà Mạnh đi. Hả? Đang mấy giờ? À sáng nay 9 giờ. Đấy, đang định đi về thì gặp Mạnh, vừa đi về làm xong rồi vào nhà. Và nhà bạn Mạnh chơi một tí. Nuôi đi qua đây thì khóa cửa ngoài. À đây à. Ngồi đi, không ngồi bên này. À. Thế là mấy giờ mới ở trên đấy về? À. 9 giờ, 9 10 giờ đấy. 9 giờ kém. 9 10 giờ á? Ừ. Thế đi một lẹo luôn à? Ừ. Bắt lợn xong là đi một lèo luôn mà. Tết xuống đây chưa chứ? Tết thì xem anh Thắng bảo là 27 hay 28. Về đây thì xem, nhưng mà anh xuống trước là khác, chắc là đi xe xuống sau thôi. À thế à. Tôi vừa dậy đang bảo là để chờ thằng cu em nó lên nó lăn đi sơn ở trên này cái mà. Lăn sơn nhà trên kia. Ừ. Cái nhà thế vừa mua kìa. Hẹn nhau chiều nay mà chẳng thấy đâu.
Thôi uống thôi. Uống nơi đi. Mấy con mang về lợn về. Hai con, một bên cho ông bà ngoại bên Tương Quang. Một con xuống ông bà nội đây, to hơn. Lợn đen này. Ừ, lợn đen mà. Mua trên bản, anh mua từ mấy hôm trước rồi. Tôi quên, tôi hôm ấy, mấy hôm tôi bận suốt, tôi có làm cái và làm này vừa về mấy hôm nay, à được vừa về hôm qua. Mấy anh em cứ nhờ bảo lấy cho ít rượu ngô. Bây giờ cuối năm rồi cũng bận nhỉ, nhiều công việc. Rượu ngô à? Rượu ngô trên đấy đầy, thiếu gì. Mấy anh em cũng bảo ấy thì biết thế đi, bảo gửi cho bốn thằng sách về. Hay gửi về nhỉ? Hôm nào gửi xe được mà. Hay gửi xe. Mua xong gửi xe khách được mà. Đấy, xe Hùng Cường chạy qua đây hôm trước lấy hồ sơ đây. Đấy, rồi đi. Hôm đấy ra gửi xe Hùng Cường mà. Thế là thuê xe này từ trên đấy về luôn à? Anh ấy chỉ lấy tiền xăng dầu thôi. Anh này cũng hay chở đồ cho anh Thắng suốt mà. Tôi tưởng là hôm bắt lợn ngay từ cái hôm về đám bà mất này xong bắt đầu đi lên trên kia thấy bảo tao đang chờ để mua giỏ để bắt lợn. Hôm đấy mua trước. Gửi luôn đấy rồi. Mua đấy mua lâu rồi, mua từ cái hôm đấy mua xong là để đấy mà. Xong hôm nào bảo là có. Bây giờ nó cũng đang dịch ấy, sợ đến Tết nó lại này nọ lại không đi xuống được thì đấy. Xuống về là bắt cách ly. Đấy sáng nay hai anh em bảo là đi lấy lốp về thế là sáng nay đang chở đá về đây, về đúng cái bãi đây nổ lốp. Hùng Nam nổ mất. Lối đi không thấy máy xúc ở nhà cứ tưởng là đi. Kia máy xúc đi trong ngày. Hôm nay nghỉ à? Đây, xe đây. Hôm nay nghỉ à? Nghỉ cả công nhân nghỉ hết à? Nghỉ Tết rồi. À nghỉ Tết rồi à? Thảo nào đưa đi qua thì vắng vắng. Lạch họ nghỉ Tết rồi mà. Thôi chắc bây giờ về thôi nhá. Xin phép nhá. Thôi thế thôi. Nghỉ rủ rồi. Về 27 xuống nhá. 27 xem Tết xuống chơi sau nhá. Hôm nào sau Tết ra riêng lên trên đấy chơi. Ra Tết thì nó bận việc gì thì lên chơi. Ok nhá. Thôi nhá, xin phép nhá. Chào nhá. Nhà nó may từ đây này. Đấy, đây hết mà, đây là cho thuê, họ thuê bán quần áo ở đây mà, đây là xưởng đây này. Đến đây. Đấy, xưởng gạch ô tô máy múc trong kia. Mạnh hết đấy. Mạnh hết. Trên này có hai cái nhà nữa cơ. Mạnh giàu hơn Thắng đấy nhỉ. Mạnh là bằng tuổi em. Sinh năm 90 bằng tuổi em. Mạnh nhìn to cao hơn. Anh Thắng còn Mạnh còn có một cái nhà ở trên này này. Đây là đoạn này ấy. Đoạn gần cái ô tô này, đấy. Cái nhà Thắng ở đâu? Anh Thắng ở trên này, để tí em chỉ cho anh. Đấy mình đi qua nhanh quá. Đấy chỗ dẹp màn đây kìa. Biển vàng vàng kìa. Dẹp màn kìa. Đấy, hình như đây anh nhá. Em Mạnh mua ở đây một cái như này. Khu này này. Em chỉ biết khu này thôi, còn của anh Thắng đây này. Đấy. Này anh Thắng mua cái nhà này. Cái nhà đấy không? Mua lâu rồi, cũng mua được một thời gian rồi. Cho thuê mà, đây là cho thuê. Mình chở lợn xuống đến đây xong hết rồi. Bây giờ là quay về Hà Giang. Chắc phải tầm khoảng 3-4 tiếng nữa mới đến Hà Giang. Đi về chắc nhanh hơn nhỉ? Hay sáng nhỉ? Đi về nhẹ hơn. Nhẹ hơn, sốc hơn.